Viêm gan B chính là một trong những nguyên nhân chủ đạo dẫn đến ung thư gan. Trong khi đó thì việc điều trị bệnh khiến cho bệnh nhân tốn kém rất nhiều thời gian và tiền bạc. Chính vì vậy thì dược sĩ Phạm Sa đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và công bố phác đồ điều trị viêm gan kết hợp Đông Tây Y với các ưu điểm vượt trội. Hiệu quả điều trị vừa lại mang chất lượng cuộc sống, lại vừa mang được kết quả tốt. Mình vừa đi mua sản phẩm hoàng mộc can cho chồng của mình. Chồng của mình bị viêm gan virus 16. Thì đã dùng hoàng mộc can được 3 tháng rồi, vừa rồi đi xét nghiệm về thì được kết quả ở âm tính. Nên là mình quay lại để mua tiếp sản phẩm cho chồng. Tôi được các bạn dược sĩ tư vấn sử dụng sản phẩm hoàng mộc can để hạ men gan nhanh. Thì sau 1 tháng sử dụng thì tôi có đi kiểm tra lại thì men gan đã giảm. Thì hôm nay tôi có quay lại nhà thuốc để mua sản phẩm hoàng mộc can để duy trì. Người nhà mình bị, nhưng mình điều trị cho người nhà mình bị viêm gan B. Nhưng mà trong thời gian dùng hoàng mộc can thì thấy rằng là nó tiến triển rất tốt. Về virus hiện nay là xét nghiệm lại là dưới ngưỡng, men gan trở về bình thường. Nói chung là các chỉ số tốt, chỉ số chữa rất cao. Virus tới mà người nhà có thể tới 16, 18. Biết được bệnh là viêm gan B. Sau đó thì nhờ một người bạn mình đã biết được là hoàng mộc can là hỗ trợ và điều trị viêm gan B. Mình đi khám lại đã men gan đã hạ, biết được cái định lượng virus đã giảm dưới ngưỡng cho phép.